Bảng xếp hạng của MU Europa League 2022 đến 23 mới nhất, Quỷ Đỏ đánh chiếm ngôi đầu. Bảng xếp hạng Europa League cập nhật liên tục bảng xếp hạng của câu lạc bộ Man U tại Europa League mùa giải 2022 đến 2023 nhanh, đầy đủ và chính xác. Xếp hạng bảng E Europa League, các bảng đấu tại Europa League 2022 đến 2023. Bảng A, Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo, Glimt, FC Zurich. Bảng B, Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, Elanaka. Bảng C, AS Roma, Ludogorets, Razgrad, Real Betis, Helsinki. Bảng D, Slavia Prague, Malmö, Union Berlin, Union Saint Gilloise. Bảng E, Man United, Real Sociedad, Serif Viraspol, Omonia. Bảng F, Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Stuttgart. Bảng G, Olympiacos, Karabakh, Freiburg, Nantes. Bảng H, Sao Đỏ Belgrade, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor.